Ok. Rồi, nhắc đến sự kiện thì các bạn nó gọi là event. Event là sự tương tác của người dùng đúng không ạ? Đấy, hoặc là nói chung là một cái đối với cái web thì nó là sự tương tác của người dùng lên cái web này. Hai là cái sự thay đổi của cái web chẳng hạn. Đấy, cái browser của, ví dụ như là thay đổi kích thước đúng không? Hay là load, onload, vân vân. Thì sự kiện có nhiều sự kiện lắm các bạn. Các loại sự kiện này. Event ha. Ví dụ như là các bạn có là sự kiện từ chuột. Mouse. Chuột thì có là on click. Thực ra là có chữ on thôi, nhưng mà cô lại không thích để chữ on. Mà cô nghĩ là để cái click chuột thì hay hơn. Click chuột nè. Double click. Tức là click hai lần. Click hai lần liên tiếp thì gọi là double click. Hay là sự kiện là mouse over, là đưa con trỏ lên đối tượng. Hay là mouse out, nó đi một cặp. Mouse over đưa lên đối tượng, mouse out là đưa ra khỏi đối tượng. Đúng không? Mouse down là nhấn chuột. Mouse up là nhả chuột, là nhấn nhả. Và nhấn cộng với nhả bằng một cái click. Hiểu không ạ? Đó, rồi mouse move nhiều lắm. Đó. Chấm chấm chấm, nói chung là cũng tương đối nhiều cái sự kiện về chuột. Thì lưu ý nhá, khi dùng các sự kiện này các bạn lưu ý khéo nó trùng sự kiện với nhau. Ví dụ các bạn đã dùng double click thì không dùng click nữa. Tại vì khi double click thì nó gọi luôn cái sự kiện click. Hiểu không ạ? Hai cái này dùng một cái thôi, không dùng nhiều. Hiểu không ạ? Mouse up và mouse down đã dùng rồi thì đừng dùng click. Hiểu không ạ? Đấy, nhấn chuột, nhả chuột. Ví dụ mình chọn mình phải lưu ý nhá, mình chọn mình phải lưu ý. Rồi, sự kiện về key thì mình gõ phím, mình có là key press, là gõ phím. Key press, key up, key down, nó đi cặp. Key up là nhả nhả phím, key down là nhấn phím. Hiểu không ạ? Key press là gõ gõ phím, đúng không ạ? Rồi sự kiện liên quan đến đến cái window, cái browser. Ví dụ như là sự kiện gì ạ? Onload. Unload. Rồi resize. Resize. Rồi, cũng nhiều lắm, chấm chấm chấm. Được chưa? Hay là một số sự kiện khác, ví dụ như là với form. Form thì có sự kiện là focus. Blur. Focus là đưa con trỏ vào trong cái đối tượng. Thẻ biểu thẻ input. In những các bạn nhập á, đưa con trỏ vào thì focus, đưa con trỏ ra là blur. On chain. Chain có chữ on á, thực ra mấy cái này on hết á, tôi hay cứ lẫn lộn kể là on chain. On chain là thay đổi. On chain là thay đổi nhiều lắm các bạn. Rồi. Thay đổi là như thế nào là thay đổi? Ví dụ như là tôi có trong input tôi có chữ hello rồi. Tôi đưa con trỏ vào focus. Tôi đổi cái chữ hello thành cái chữ gì đó và tôi đưa con trỏ ra ngoài thì khi đó nó mới gọi on chain. Vậy muốn on chain, thứ nhất là nội dung nó phải đổi, thứ hai là nó kết hợp với sự kiện on blur. Hiểu không ạ? Đấy. Thì các bạn lưu ý là dùng các sự kiện các bạn phải hiểu nó. Đôi khi nó là kết hợp của những cái sự kiện khác, cho nên các bạn dùng cẩn thận kẻo bị trùng lắp nhá. Dùng cái này mà bị trùng thì đừng dùng nữa, dùng một cái thôi. Ok không ạ? Đấy. Nếu dùng không cẩn thận các bạn cũng dẫn đến cái việc gọi là vòng lặp. Nó bị lặp, nó lặp hoài, lặp vô hạn. Ok không ạ? Rồi. À, xương xương một số thôi, một số cái sự kiện để các bạn nắm. Có rất nhiều sự kiện nhé. Rồi, khi cần dùng thì các bạn có thể search để xem à, tôi muốn làm cái này thì tôi apply cái sự kiện nào, dùng cái sự kiện nào.
Rồi ok. Nói đến sự kiện thì các bạn phải nói đến vòng đời của sự kiện. Được chưa? Thì sự kiện nó là sự kết hợp của gì ạ? Nó là sự kết hợp của sự kiện và event handle. Thì thường các bạn sẽ gán như này ạ. Một cái event sẽ bằng cái event handle. Event handle là gì? Event handle là cái trình điều khiển event, hoặc là mình gọi nó là một cái chức năng, một cái hành động gắn với event đó. Cô lấy ví dụ là on click gán bằng ví dụ như là function click me. Thì cái function click me này này, nó chính là một cái event handle. Đúng không ạ? Và khi tôi click chuột thì cái browser nó biết, nó bắt được sự kiện này là các bạn đang click, và nó kiếm xem trong cái đoạn code của bạn có sự kiện click không. Trong cái button để có sự kiện click không. Nó khi có sự kiện click một cái thì nó sẽ gọi tới, nó bắt được sự kiện. Tại vì lúc các bạn nó có thể có nhiều sự kiện nhé, nhưng khi tôi người dùng mới thực sự nó gọi sự kiện click, thì khi đấy sự kiện click này nó mới phát ra, nó mới fire, nó mới cháy lên, nó bùng cháy lên. Xong đấy nó sẽ call cái anh event handle này. Đó, thì anh event handle này là một chức năng để thực hiện một công việc gì đó. Nó thực hiện xong một cái thì sao ạ? Thì sự kiện này kết thúc luôn. Hiểu không ạ? Sự kiện này coi như là die luôn. Đúng không ạ? Vậy thì sự kiện nó phát sinh khi nào? Sự kiện nó phát sinh khi người dùng bắt đầu tác động vào đối tượng. Và khi đó trình browser này nó phải biết được là cái sự kiện đấy là sự kiện gì. Biết được sự kiện đấy là sự kiện gì thì nó sẽ mới kết hợp với cái sự kiện event handle của nó. Nó mới thực thi cái event handle đấy. Event handle thực thi xong thì cái sự kiện này cũng kết thúc, và nó cũng hết một vòng đời. Hiểu không ạ? Hiểu chưa? Vậy là thứ nhất là các bạn phải có sự kiện đó. Được không? Hai là các bạn phải có một cái event handle gắn với cái sự kiện đó. Hiểu ý không ạ? Đấy, phải có một event handle gắn với sự kiện đó thì mới được. Ok. Đấy. Thì đó là vòng đời. Vậy vòng đời phát sinh bắt đầu là tự nhiên là người dùng, người ta mới phát ra một sự kiện, đúng không? Người ta làm được cái gì đó để ra một sự kiện, đúng không ạ? Người ta di chuột thì sao, đúng không? Người ta click chuột hay là double click thì sao, đúng không ạ? Đó, thì là khi người dùng mới phát ra một sự kiện. Browser nó sẽ nhận biết, nó sẽ biết cái sự kiện đấy là sự kiện gì. Sau đó nó mới kết hợp với event handle. Và event handle thực thi xong thì là kết thúc. Thực thi xong cái nó làm một cái hành động gì đó và nó kết thúc. Và khi đấy là sự kiện này cũng die luôn. Hiểu không ạ? Sự kiện cũng die luôn. Đó, thế thôi. Đó, đó là vòng đời của sự kiện. Rồi. Bây giờ mình sẽ làm một vài cái demo để các bạn hiểu sự kiện hơn. Lý thuyết là màu xám, đúng không? Thực hành mới là xanh tươi nhá. Rồi, bây giờ nhìn nào. Cô sẽ lấy cái bài của các bạn là cái bài Roll Over Image. Cái bài này là nó như thế này. Đầu tiên các bạn có một cái hình. Đầu tiên là các bạn hiển thị một cái hình. Sau đấy đưa con chuột lên trên cái hình đó. Đưa chuột lên hình, lên trên hình thì sẽ đổi thành hình khác, đúng không ạ? Xong lại đưa chuột ra khỏi hình thì nó sẽ quay về hình cũ. Hình cũ nó có hai hình à, đúng không ạ? Vậy thì với cái bài toán này, các bạn phải đầu tiên các bạn xác định là các bạn phải có một cái hình đã. Và đưa chuột lên trên hình là bắt sự kiện gì ạ?
Mouse over. Đưa chuột ra khỏi hình thì bắt sự kiện gì? Mouse out. Quá dễ đúng không? Thế thôi, vậy là các bạn biết làm. Vậy thì khi đưa chuột lên hình, tôi sẽ lấy được cái hình đó và tôi đổi cái đường dẫn của hình đi. Đúng không? Đưa chuột ra thì tôi đổi lại đường dẫn và làm cái hình cũ là xong. Đúng ạ? Rồi, với bài toán này mình sẽ làm như thế nào? À, cô coi có cái hình nào đẹp đẹp không? Hình nhiều lắm. Đấy, hình sản phẩm đi ha. Mấy cái hình này ha. Đấy, tôi lấy mấy cái hình này luôn ha. Ok. Các bạn có thể lên mạng search mấy hình cô gái gì đó cho nó hứng thú để làm việc. Đúng không? Đấy, còn là hình không bông hoa gì đó, phong cảnh gì đó. Ok, cô new một file nhá. Cô để là roll over image.html. Rồi. Ok. Cô chỉ có một cái hình thôi, không có gì. Đúng ạ, một cái hình thôi. Img.sec. Đúng ạ, image. À, lấy cái sản phẩm 1 cô đưa lên đây. À, và để cái hình nó không bị xê dịch, không bị nhảy, các bạn nên đặt CSS cho cái hình ha. Style img. Các bạn để width khoảng 300 pixel. Hay khoảng 300 pixel hay khoảng khoảng 400 pixel đi ha. Ok. Cho đẹp đẹp thì các bạn để box shadow. Đó, 005 pixel gray. Ok. Box border radius cho đẹp thôi. 10 pixel. Cuộn cuộn mà cái này nó dễ quá, mình cuộn cuộn mình làm cho vui. Rồi chạy lên. Làm cho vui thôi mấy đứa nhá. Tập cái thói quen làm đẹp đó. Ok không? Đấy, ngon ngay. Muốn ở giữa thì để gì ạ? Machine. Đó, nó văng ra giữa. Văng không? À không. Chết, không văng. Để cái body text align center. Ok. Rồi ra giữa. Thế thôi. Để cho vui thôi ha. Ok, cái hình margin top. Ba mươi pixel. Ok. Đó, để đẹp đẹp vui vui. Rồi, bây giờ đưa trỏ vào hình, đưa trỏ ra, đưa trỏ. Muốn đưa trỏ vào hình mà có bàn tay thì để cái gì ạ? À, cursor. Cursor không để, không gọi là cursor nha. Cursor, pointer. Nhiều ông cứ đọc cursor, đọc bằng tiếng chết. Mà lại còn học trò cô Hường nữa lại đọc vậy là cô Hường bằng tiếng. Tiếng Anh họ mét. Đó. Bữa sau mét, cô Hường ơi học trò cô đọc kỳ quá. Được chưa? Đó, ok, cursor nha. Rồi. Bây giờ nè, mình bắt sự kiện nhá. Mình viết hai cái, mình viết cái event handle. Đúng không? Theo cái lý thuyết là mình phải viết cái event handle đúng không? Cô viết vào đây luôn. Script. Đó, mình viết một cái function. Function cô để là f over. Đó. Khi đưa con trỏ lên trên thì sao ạ? Cái hình này document. Query selector nha. Img. Rồi. Chấm src này nè. Gán bằng. Cô đổi đường dẫn nó đi. Đây, cô chỉ cần đổi cái đường dẫn này thôi. Sang hình gì ạ? Hình 2 đúng không? Đó. Sau đấy, đây là cô gọi là event handle. Nó là một cái function bình thường thôi. Nhưng mà quan trọng là cô gắn với sự kiện. Cô để sự kiện là on mouse over. Nghĩa là các bạn phải bắt đúng cái sự kiện nhá. Bằng đúng cái f over. Đấy, để các bạn thấy nè. Cái này là event, cái này là event handle. Nó là một cái hàm. Cái hàm này thực hiện một cái chức năng gì đó. Và anh hàm này là anh có nhiệm vụ là anh đổi cái đường dẫn này nè. SRC của anh này từ cái hình 1 sang hình 2 thế thôi. Được không ạ?
Đúng không ạ? Rồi chạy nhá. Đổi chưa? Đổi rồi. Đưa ra cho đổi. Bây giờ mới đưa vào đổi thôi, đưa ra cho đổi. Vậy đưa ra đổi thì làm sao ạ? Ai đọc cho cô ạ? Bạn gì nhỉ? Con tên gì con? Hả? Đức. Rồi Đức đọc cho cô. Bây giờ mình làm gì tiếp? Bây giờ cô đưa con trỏ vào nó đổi rồi. Đây. Bây giờ cô muốn đưa con trỏ ra nó đổi lại hình cũ. Đúng rồi, viết một cái hàm là on mouse out. À viết một cái sự kiện on mouse out. Out. Bằng gì ạ? À, ông này ông rất hay. Ông thấy trên là F over dưới ông đặt là F out. Đặt khác có được không ạ? Được, đúng rồi. Rồi bây giờ viết cho cô hàm F out cho coi. Viết đàng hoàng. Function. Đúng rồi. Rồi tiếp. Đúng rồi. Query selector. img.src bằng thay ảnh 2 này bằng ảnh mấy ạ? Ảnh 1, chính xác. Xong rồi, quá dễ. Đúng không? Rồi, đưa vào, đưa ra, đưa vào, đưa ra. Ok. Ổn chưa? Hợp lý không? Quá hợp lý đúng không? Ok. Thế thôi nhá. Ok. Đấy, cái này là gọi là roll over image. Chưa? Đấy, các bạn thấy là đây là xử lý sự kiện. Nhá, on mouse over là sự kiện. Còn F over nó là một cái event handle. Nhá, tức là một trình để xử lý sự kiện đó. Tức là khi tôi phát ra sự kiện over, click là không chịu nhá, over mới chịu. Nhá, phát ra sự kiện over. Cái mouse over lập tức nó sẽ gọi đến cái hàm F over. Và nó thực hiện xong cái hành động là nó đổi cái đường dẫn cái. Là xong đấy, sự kiện đấy nó cũng kết thúc luôn. Hiểu ý không ạ? Đấy, sự kiện đấy coi như hoàn thành luôn. À, thì mình gọi nó là một vòng đời. Ok. Thì cái đấy là cái thứ nhất. Một cái demo thứ nhất. Demo thứ hai, tức là cô sẽ làm việc với form. Các bạn sẽ nhìn thấy form có focus, có blur, có chain. Có chain, đúng không ạ? Đấy, có nhiều thứ, đúng không? Đấy, thì mấy cái onload này thì mình nói, thực ra cũng có nói rồi đấy, không biết các bạn để ý trong quá trình học không? Thì trong cái form này cô còn có cái sự kiện là key nữa. Tại vì có cái chỗ các bạn nhập á, thì mình làm được với sự kiện key. Cho nên là làm việc với form thì các bạn sẽ làm việc rất nhiều với sự kiện. Bây giờ cô sẽ từ từ cô demo nhé. Rồi, mình sẽ tạo một cái form new file. Cô tạo cái form đăng ký nhé. register.html. Ok. Đấy, tạo form đăng ký. Cái này thì cô không cần làm đẹp, cô cần làm các bạn vừa các bạn coi được thôi, không cần quá đẹp nhé, bình thường thôi nhé. Cô làm một cái form bình thường. Đây, trong này cô để một cái thẻ div style, cô viết ở đây luôn, các bạn tách ra nhưng mà cô viết ở đây luôn nào. Div, các bạn để cho cô là width khoảng 300 pixel hay để auto box shadow 005 pixel gray. Ok. Ok. Rồi. Ok. Rồi cô chạy cái div này. Nó chưa có gì. Rồi, form, cái form làm việc với form.
Thì để làm việc với form, form là cái nơi mà các bạn có thể nhập dữ liệu vào, có thể cho người dùng nhập vào, người dùng có thể thêm, có thể đăng ký, có thể đăng nhập, có thể gửi thông tin, nói chung là làm đủ thứ, đúng không ạ? Có thể upload một cái hình, upload một cái sản, một cái file bất kỳ nào đó, vì thế làm được nhiều thứ trên đó, thì cái đấy gọi là form. Thì form các bạn gửi đi thì nó sẽ gửi lên server rồi nó thực hiện một cái hành động gì đó nó trả về. Nhưng mà trước khi gửi form thì người ta thường bắt lỗi. Cái bắt lỗi ở đây để đảm bảo rằng cái dữ liệu các bạn ở trong form đấy nó phải hợp lệ trước khi các bạn gửi đi, thì mình gọi nó là validation form. Và khi các bạn làm việc web này, làm việc với bất kỳ ngôn ngữ là nào, thì cái làm việc với form rất nhiều ha. Đó, cho nên các bạn sẽ cũng không bỏ qua được cái form này. À, cô muốn tạo form thì các bạn phải có cái thẻ form. Cái action này không quan các bạn đừng quan tâm, cái action này khi nào các bạn học server các bạn mới quan tâm, bây giờ các bạn kệ nữa, đúng không ạ? Form thì cũng nên đặt tên cho nó, name app register. Rồi trong form thì sẽ có các cái thẻ, mình gọi nó là các cái control, ví dụ input là để cho các bạn nhập, đúng không ạ? Cô để thẻ p nó xuống dòng nhé. Đây input type bằng text, cái này là một cái điều khiển, à input, nhưng mà kiểu nó là text cho các bạn nhập. Thì với mỗi điều khiển này các bạn đặt tên cho nó, đặt ID cho nó, name your txt full name, name hả, rồi ID name. À rồi các bạn chạy lên nè, nó là anh này, à nó ngắn tún này, cô zoom lên bừa bừa xíu nha. Đấy, các bạn nhìn, zoom lên bờ bờ xíu. Ok. Rồi. Thì cái này nè, cái set S thì cô có nói rồi ha. Các bạn coi video trước sau, các bạn sẽ coi được cái set S. Cô không bây giờ không làm set S cho cái input này nữa. Rồi. Nếu căn giữa thì cô để cái này là text align center cho anh này căn giữa. Center cho nó căn giữa thôi. Đó. Nó nằm ở giữa thôi, kệ nó. Rồi, tiếp nha. Cô sẽ có một cái, à bây giờ cô muốn nhắc ở đây, có cái lời nhắc ở đây thì tôi có cái thuộc tính là placeholder. Placeholder là nhập tên. Đó, nó sẽ hiển thị cái chữ nhập tên ở đây. À nhưng khi các bạn gõ thì nó sẽ mất. Cái này chỉ là cái trình đặt chỗ thôi. Khi các bạn gõ thì nó sẽ mất. Ok không ạ? Đó, nó không có gì đâu. Nó chỉ là cái chỗ để nhắc các bạn thôi nhá, ta gọi là placeholder. Ok rồi. À cái control thứ hai là các bạn có thể đặt là input type của nó là password, tức là mật khẩu ha, name txt password. Nhớ là đặt tên, cái tên này quan trọng lắm nhé các bạn. Cái tên này để các bạn gọi để phân biệt giữa các cái control này với nhau. Và hai nữa là đặt cái tên phải có mang tính mô tả. Đặt làm sao để mình biết, à nhìn vào đó tôi đang nói đến password, tôi đang nói đến name, đúng không ạ? Các bạn cũng để placeholder, à, nhập mật khẩu. Đó, nhập mật khẩu. Đây, hơi sát nhau đúng không ạ? Ok. Rồi. Tiếp. À, ngoài ra các bạn có thể có lưu ý cho cô, các bạn có thể có một số cái điều khiển khác. À, cái kiểu input này nhiều điều khiển lắm các bạn. À, nhưng mà mình ví dụ mình sẽ có giới tính đúng không ạ? Giới tính, mình sẽ có thẻ P giới tính. Đó. P input, cái type của nó là cô để là radio. Ok. Txt name bằng gender giới tính, radio giới tính. Ok, cái này các bạn để cho cô là gì ạ? Nam
Ok. Tiếp là input radio RD giới tính để là nữ. Và một cái nữa là ra input radio là radio giới tính. Cái này là để khác như thế. Ok. Đấy. Cái này tại vì nó căn giữa thành ra nó vậy, kệ nó nhá. À, nó để giới tính. Cô không có set S nha, set S cực kỳ mất thời gian. Đấy, cô nói các bạn muốn làm đẹp, muốn set S các bạn phải cần thời gian, các bạn tỉ mỉ. Ok không ạ? Đấy. Còn mình đây đang demo cái này là mình demo cái JavaScript. Chưa? Cái này thì check vào một cái thì những cái kia nó sẽ uncheck, giống cái bóng đèn á, bật tắt. Và để muốn làm thế này thì bắt buộc phải để gì đấy ạ? Cái name này giống nhau. Name này khác nhau nó không được nha. Cái này có để 1, cái này để 2 nè. Name này khác nhau thì khác ạ. Bật, nó bật hết luôn. Hiểu không ạ? Thì cái này gọi là group, radio group. Các bạn phải để trong một nhóm. Một nhóm thì bắt buộc cái tên nó phải giống nhau. Thì bật anh này thì tắt anh kia. Nghĩa là các bạn chỉ có quyền chọn chọn 1. Ok không ạ? Chọn 1. Rồi, có cái checkbox nữa. Checkbox là các bạn để là gì đấy ạ? P. Sở thích. Rồi, P. Checkbox ha. Input checkbox. Ví dụ như là các bạn cái này cũng nên để group. Checkbox là sở thích. Đặt là gì đấy ạ? Ví dụ như là nhạc, nghe nhạc. Đó, input checkbox. Đó, các bạn có thể copy cho nó nhanh. Tại vì cô gõ thôi chứ các bạn copy cho nó nhanh. Copy đổi lại, ví dụ như là đọc sách. Nhiều cô thì thích chạy bộ chẳng hạn. Bữa này thích chạy bộ rồi. Giảm cân, đúng không? Giả sử như là cô để là chạy bộ run super fine, đúng không? Vì cái này là có đứa nào thích lập trình không? Có chưa? Có thích lập trình không? Không. Trời ơi, không thích lập trình mà đi học lập trình đâu có được, phải thích chứ. Kể cả bây giờ cô vẫn mê. Thực ra là cái thời điểm mà cô bắt đầu đi làm với các bạn á, rồi mê lắm các bạn. Cốt ngày cốt đêm, cốt ra cái nó sướng lắm, cốt thích luôn á, thích cốt luôn. Nhưng có thời gian nó gian rán, nó không phải thích lắm. Tức là nó có lúc nó cũng mệt, các bạn phải cái để phải tìm cách để các bạn refresh hoặc thay đổi cái gì đó để các bạn đấy. Nhưng mà bây giờ như cô bây giờ cô cốt cô vẫn thích, cốt thích lắm, khoái lắm, làm ra được khoái lắm, thích nha, thích thật sự. Chứ cô mà nói cô cốt mà không thích thì cô làm sao mà dạy các bạn được? Cô còn chán cốt thì làm sao mà truyền các bạn cốt thích được, đúng không ạ? Đấy, mình nghề của mình là đầu tiên mình phải thích nó đã. Và để thích thì dễ lắm. Làm ra được một cái sản phẩm gì đó, chịu khó giúp làm một cái gì đó được là sẽ thích. Giống như Nhu á, đúng không? Nhu là em làm được một cái web. Phải làm đẹp nha. Làm xấu tự nhiên ghét. Giống như sáng sớm tự nhiên soi gương ra thấy xong bữa nay mình xấu dữ. Là khi đấy là tinh thần tiêu cực. Sáng thấy mình đẹp là nó sẽ đẹp, đúng không? Cả ngày nó vui. Ok. Phải thích nha, đừng có nói vào là không thích lập trình. Ok, chạy nhá. Đây, nó là checkbox này các bạn. Thì các bạn có thể xuống dòng, chứ có thể chia đôi ra các bạn xuống dòng. Ok, có thể xuống dòng để cho nó đẹp. Rồi, à tiếp. Các bạn có thể để hai cái thẻ P. Đóng P ở đây, mở P ở đây. Đó. Thì xuống dòng thì nó sẽ đỡ xấu. Ok. Rồi, tiếp nha. Ví dụ như là các bạn có thể đổi thành một cái cũng rất là vui. Đó là Select box. Ví dụ như là chọn là quốc gia. Quốc tịch đúng không? Quốc tịch. Đó, ví dụ như các bạn để chọn
select box. Cũng đặt name nhá. Select quốc tịch. Đó. Thì với select thì có option. Cái này là để ví dụ Việt Nam. Ok. Option. Lào sir. Lào. Rồi. Cambodia. Đúng không? Campuchia. Đấy. Rồi cái gì ạ? Australia đúng không? Úc. Canadian, Canada. Như vậy. Thì nó sẽ hiển thị kiểu như này nè các bạn. Đấy, các bạn không muốn xuống dòng á. Các bạn không muốn xuống dòng thì bỏ thẻ P này ra. Thì nó sẽ cũng không xuống dòng đâu. Đấy. Đó, ok chưa? Đấy. Thấy chưa? Chọn. 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 Ok. Cái này gọi là select box. Được chưa? Rồi. À, một cái nữa mà cũng nên show ra cho các bạn đó là text area. Các bạn thấy là những cái trên đều là input, riêng anh này là select đúng không ạ? Rồi có một cái thẻ hơi khác. Đó là thẻ gọi là gì ạ? Text area. Cũng đặt tên là TXT, ví dụ như là mô tả. Đấy. Đấy các bạn ghi là mô tả. Đó, bự khủng khiếp chưa? Cái bự này á là do nó để nè các bạn. Là để row và column. Row là 10 cột, 10 dòng, column là 30 cột, các bạn thu nhỏ lại các bạn để 20. Nó thu nhỏ lại. Đó, row là để khoảng 5 thôi. 10 nhiều quá để ôi chết. 5 mà để là 50, ok không? Đấy nó thu nhỏ lại. Ok không ạ? Đấy. Ok, vậy thôi. Tại vì cô zoom thành nó hơi bự. 3. Đó, nhỏ nhỏ lại. Anh này thì xuống dòng được. Ok. Đấy. Các bạn muốn không có dấu cách đằng trước thì để sát vào. Đấy. Thấy chưa? Còn cái trên không xuống dòng được. Thấy chưa? Còn cái dưới, cái text area là các bạn viết được nhiều dòng. Nhá, viết được nhiều dòng. Rồi, xong rồi, cô thêm một cái thôi. Cô thêm một cái là một cái button. Button thì các bạn có thể là các bạn để thẻ button cũng được, mà thẻ input mà kiểu button cũng được nhá. Input type bằng button cũng được. Button value là đăng ký. Đó. Ok, anh này. Chưa? Đó, cái nút này. Ok, vậy thôi. Các bạn có thể căn trái, xấu quá, căn giữa nó kỳ cục quá. Left. Rồi, để cái deep này cho cô là padding. Là 20 pixel cho nó bờ bờ xíu. Đấy, nó giãn ra, đỡ xấu. Ok không? Đấy nhé. Đấy, cái nút đăng ký đây. Đấy. Vậy thôi. Rồi. Rồi xong. Bây giờ mình mới bắt đầu làm việc với nó nào. Mình mới làm việc với nó nha. Đầu tiên là các bạn coi tới là nó sẽ bắt cái sự kiện gì nào. Bây giờ mình làm việc với sự kiện nào. Thứ nhất là các bạn có thể khi các bạn nhấn nút đăng ký mà tất cả những cái này mà không có được nhập thì nó sẽ báo lỗi. Đúng không? Nó bật ra thông báo là anh này chưa nhập vân vân. Mà anh này chưa nhập. Ok không ạ? Đấy, nó sẽ thông báo là chưa nhập. Còn nếu như các bạn mà còn có thể bắt thêm cái lỗi nữa là khi đơn trỏ vào đây mà đơn trỏ ra chưa nhập cũng bắt luôn. Hiểu ý không ạ? Rồi, bây giờ cô làm cái này trước nha.
Giả sử như lỡ tay đưa vào xong lại đưa ra không nhập, nó lập tức nó báo lỗi. Vậy thì cô sẽ bắt sự kiện là on focus và sự kiện thứ hai là on blur. Hiểu không ạ? Vậy là khi tôi đang ở đối tượng này tôi blur ra mà nó không có gì thì nó sẽ bắt lỗi. Ok, bây giờ tôi sẽ làm cái việc này nhé. Đây. Đầu tiên là cái đối tượng, cô tạo một cái file JS là register.js ha. Cô sẽ add anh này vào đây. Cô thường để cuối ha các bạn. Script.set.js và register. Đây. Cô sẽ chia đôi ra, chia nửa vầng trăng. Đúng không? Rồi, anh này register đây. Ok. Rồi. Bây giờ cô đưa con trỏ vào cái tách này. Cái tách này đúng không? Mà nó đưa ra mà nó không nhập thì nó báo lỗi. Vậy tôi sẽ bắt sự kiện là on blur nhé. Đây, cô enter xuống dòng để các bạn nhìn cho nó dễ nha. Tôi bắt cái sự kiện on blur và tôi gọi tới một cái hàm là f is empty, tức là trống. Empty là rỗng, đúng không? Hàm rỗng. Nếu nó rỗng thì tôi bắt lỗi. Ok. Vậy tôi bên này tôi viết một cái hàm thôi. Function is empty. Chưa? Rồi, tôi gọi nào. Nhưng mà empty này là empty của name, đúng không ạ? Nhưng mà mình cứ làm trước cái này đi, rồi tính sau. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách các bạn viết function cho nó đúng, cho nó hợp lý. Đúng không ạ? À, bây giờ là cô làm cho cái name trước. Cô sẽ lấy nè. Document.querySelector. Tôi lấy cái ID của nó. ID cũng được mà name cũng được nha. ID của nó là txtname. Đây. ID phải là dấu thăng. Text name chấm value mà bằng rỗng, không có gì cả, đúng không ạ? If nếu anh này là rỗng thì sao ạ? Thì tôi alert, tôi bật ra một cái thông báo là tên không được để trống. Ok. Yeah. Rồi. Chạy nhá. Tôi đưa trỏ vào, đưa trỏ ra không nhập. À, không chịu. Không chịu vì sao? Nhấn F12 coi tại sao nó không chịu. Sao không có lỗi? Đơn trỏ vào, đơn trỏ ra. Why? Nó bảo input radio. Nó bị cái gì nhỉ? ID chưa có gì. Nó warning gì ta? File 8 element with none. À, nó bảo là không có ID. Không có ID thì đâu ảnh hưởng gì hòa bình thế giới. Nó bảo là nó tìm thấy mấy cái không có ID. Kệ nó chứ, đúng không? Tắt cái này nhé. Trỏ vào, trỏ ra mà rỗng. Từ từ. On blur is empty. Nếu cái text name .value mà bằng rỗng thì nó bật ra thông báo, đúng không? Text name ID. Ồ, cái này không lỗi chứ. Tại sao lỗi? Rồi, cô alert cái anh này trước đi, coi nó ra cái gì. Hàm mà sai alert, hàm sai nó bảo lỗi liền các bạn. Ha.
Bằng trống thì nó mới không ra chứ. Sao? Cái này hả? Đây hả? Đây hả? Đâu có liên quan. Khoan. Ê, khoan. Kỳ nhảm. Đâu đâu có được. Kỳ nhảm. Không thể nào nó lỗi được. Rồi, ok, tôi đợi để cái này. Từ từ. Is empty. Đúng không ta? On blur. On blur. On blur. Ok, sao lỗi? À, xong ra, phải ra chứ. Phải ra chứ. Control. Phải ra chứ. Cái này là query.value. Không bật ra cái này luôn. Nó không không bật ra cái này có nghĩa là nó sẽ không gọi cái hàm này. Đúng không? Rồi lưu lại là hình như tôi chưa lưu à? Rồi nó chưa lưu. Sao á? Ai cái này nó kỳ lắm nha. Cái này là tôi chưa lưu. Rồi. Đôi khi nó vậy đó các bạn, chưa lưu mà. Rồi bấm ra này, chưa có, nó bật ra thông báo lỗi này, được chưa? Rồi, bây giờ cô không thích bật ra thông báo lỗi đấy, mà cô muốn là nó không bật ra alert mà nó hiển thị ra cái dòng thông báo đây nè. Thì ở đây cô để một cái chữ đây. Ở sau cái thẻ này nè, cô để là cái span. Thẻ span nhá. Class cô để là error. Rồi ID cô để là error name. Được không ạ? À, cô để cái chấm error là cô để màu đỏ ha, color màu đỏ. Red. Rồi. Và ở đây thì nếu vậy thì cô sẽ thay bằng cái đấy, bằng cái alert, bằng cô điền một cái thông báo vào đây. Đúng không ạ? Bằng cái span này. Vậy thì ở đây cô sẽ để là thay alert nè. Cô sẽ để là document.query selector, đưa cái error này vào. Error name chấm inner text. Inner text hoặc là inner HTML đều được. Đấy, nhưng mà các bạn phải phân biệt được inner text và inner HTML nha. Bạn nào phân biệt được ạ? Rồi, chạy nhé. Đây, đơn trỏ vào, đơn trỏ ra. Được chưa? Không được để trống. Ok không ạ? Đấy. Rồi. Ok, rồi. Nhưng mà khi các bạn gõ gõ ok thì đưa ra nó phải mất. Đúng không? Khi các bạn gõ rồi đưa ra nó phải mất. À, vậy thì tôi phải xử lý như thế này. Khi đưa ra nó phải mất thì tôi phải nếu như nó không rơi vào đây thì tôi sẽ, có nghĩa là nó đã đúng rồi thì tôi phải xóa cái dòng thông báo này đi. Đúng không ạ? Rồi, đưa vào, đưa ra, nó mất luôn. Không có gì nó cũng mất luôn. Vậy thì sao ạ? Vậy thì nếu như nó lỗi, như nào? Nếu như nó lỗi thì nó ghi ra thông báo, đồng thời nó phải return luôn, thoát khỏi hàm luôn. Bởi vì nếu như không thoát khỏi hàm thì sao ạ? Nó chạy tiếp tới dòng này, nó xóa mất cái dòng thông báo luôn của tôi. Hiểu không ạ? Đây, thử nha. Có chưa ạ? Mất chưa ạ? Ok. Đấy, vậy cái hàm này nó xử lý thế nào các bạn nhá? Đây, các bạn nhìn nào. Khi gọi tới cái hàm này, nó sẽ kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện đúng, có nghĩa là cái này rỗng,
nó sẽ in ra thông báo. Và đồng thời nó gặp câu lệnh return, nó thoát khỏi hàm. Nó thoát khỏi hàm nghĩa là nó có gặp câu lệnh này không ạ? Không. Có nghĩa là khi nó bị lỗi thì nó thông báo lỗi và nó gặp return, thoát khỏi hàm luôn. Câu lệnh return nó có hai ý nghĩa. Một ý nghĩa thứ nhất là thoát khỏi hàm. Ý nghĩa thứ hai là gì ạ? Trả về một cái giá trị nào đó tại lời gọi hàm. Ở đây nó không trả về giá trị, nó cho nên là ở đây cô chỉ để là có câu lệnh return thôi. Còn nếu như khi vào đây mà nó điều kiện này nó sai, có nghĩa là dữ liệu có rồi thì nó sẽ không rơi vào đây. Không rơi vào đây thì nó sẽ chạy câu lệnh này. Đúng không? Hợp lý chưa ạ? Đó, vậy là xử lý sự kiện là gì đấy ạ? Nếu như không có gì cả, xóa, có cái à hết. Ok không ạ? Còn bạn nào muốn thế này ạ? Bạn nào muốn gõ như này mà không cần đưa con trỏ ra, mà gõ không cần đưa con trỏ ra nó tự mất, thì bắt buộc phải gọi sự kiện gì ạ? On chain nó vừa thay đổi vừa phải đưa con trỏ ra. On mình đang gõ mà. Key, đúng rồi. Và trong trường hợp này thì mình dùng on key up. Thế và nhấn và nhả thì nó bắt sự kiện nhả. Tức là vừa gõ xong cái nó bắt sự kiện nhả. Hiểu không ạ? Nhả phím. Ok. Rồi thử nha. Hàm này tôi không sửa gì cả. Hàm này cô không sửa nhá. Cô chỉ sửa ở đây, cô chỉ gọi thêm một cái sự kiện là on key up nữa là xong. On key up. Okay. Nhấn đưa ra đúng không? Nhấn vô gõ mất chưa? Gõ mất chưa? Ok. Ổn không? Ổn không ạ? Rồi xóa. Ok. Mất chưa? Đó. Vậy thì mình phải biết được sự kiện để mình kết hợp. Vậy là để cô bắt một từng cái một như này thì cô là gì đấy ạ? Cô à phải kết hợp một vài cái sự kiện. Sự kiện on blur. Blur là trường hợp các bạn đưa vào và không làm gì cả, đưa ra. Khi đấy là chưa kịp gõ nha. Cái này là chưa kịp gõ nè. Chưa kịp gõ phím đúng không ạ? Đưa ra. Được chưa? Gõ phím cái là sự kiện on key. Và ở đây cô đang dùng on key up. Ok. Đấy. Rồi à, còn gì nữa các bạn à, password thì cũng thế, không khác gì cả. Được chưa? Password cũng thế. Tuy nhiên trong password các bạn lưu ý cho cô này. Các bạn bắt lỗi password, nếu như các bạn bắt lỗi như thế này ạ, validation nó hơi bị dài đấy. Password phải 8 ký tự. À mình thiếu một cái email nhỉ. Thôi email các bạn coi ở trong cái clip trước nha. Cô bắt hướng dẫn bắt lỗi email. Đấy. Rồi. À sự kiện này thì các bạn gọi cái on chain. Nếu các bạn để ý nè. Sự kiện này các bạn là chain. Đúng không ạ? On chain. Thường bắt lỗi cái này các bạn sự kiện on chain. Đúng không ạ? On chain. Đấy. Cái này các bạn gọi là selected. Đấy, on select, selected. Đấy, cái này gọi checked chứ, checked. Đó. Và các bạn lấy cái này thì các bạn lưu ý cho cô nè, các bạn phải truy vấn bằng mảng. Tại vì nó không trả về từng cái mà nó trả về mảng. Ok. Bây giờ nếu bắt lỗi cái này mà chưa nhập gì cả. Chưa nhập gì cả thì các bạn phải for hết toàn bộ để đảm bảo rằng nó chưa nhập, chưa check. Thì các bạn báo lỗi. Hiểu không ạ? Vậy với cái radio này thì mình sẽ làm sao ạ? Với cái radio này mình làm sao ạ? Rồi, cái password cũng tương tự nhá. Các bạn làm tương tự cái password. Còn anh này thì giả sử như mình mà bắt lỗi nó mà chưa check thì mình làm cái như thế này. À, function is a check giới tính đúng không? Giới tính
Đấy. Thì các bạn phải for anh này. For lấy được select theo cái name. Mình sẽ select theo cái name của nó. Name hoặc name hoặc là cô sẽ select theo cái khác. Cô select theo cái này cũng vui nè. Select cũng là selector. Cũng là selector thì các bạn sẽ lấy nó là lạ lắm. Document. Các bạn để là let array radio, array giới tính đi ha. Gắn bằng document query selector. Cũng là selector. Nhưng mà thẻ input. Nhìn nhá. Thẻ input. Nhưng mà có type bằng radio hoặc là name bằng radio giới tính. Thì cô sẽ để như thế này. Name bằng radio giới tính. Đó. Bản thân anh này chính là selector này các bạn. Selector này nó là thẻ input và có cái thuộc tính của nó. Thuộc tính thì nằm ở dòng móc vuông. Cái này là một cái loại select kiểu viết selector trong CSS. CSS viết được nhá, không tin các bạn Ctrl C, các bạn viết trong CSS nè. Để color để cái size là width 30 pixel hay 30 pixel. Các bạn thấy nó bự ơi là bự. Thấy chưa? Tự nhiên anh này nó bự lên đúng không ạ? Đây, 50-50 nhìn cho nó hoành tráng nè. 30 nó nhỏ các bạn nhận không ra nè. Ok chưa? Là cô đang tác động vào ba ông này. Thì cô đang nói các bạn đó là cái này là một loại selector. Thì mình query selector chính là select. Cái selector đấy là chính là selector của CSS luôn. Đấy. Các bạn học ở khi các bạn học nó đang còn một phần giới hạn chưa hết. Nhá. Đúng cái gì mà hay hay cô chỉ thêm các bạn nhìn. Ok không ạ? Đấy, nó liên quan đến CSS nhá. Rồi, vậy nghĩa là cái này là một dạng selector thì cô sẽ lấy được ba cái radio. Cô truy vấn từng cái radio một. For let y bằng 0, y nhỏ hơn cái array giới tính chấm len. Nếu từng cái này mà if cái anh này y này mà chấm no, mình bắt chưa check mà. Nếu mà chưa check hết thì mình bảo lỗi đúng không ạ? Chấm mà check it nó là gì nhỉ? Checkered hay là selected? Checkered mà bằng true có nghĩa là nó đã check rồi. Nó đã check rồi. Đấy. Thì cô sẽ return. Nếu mà bằng true thì cô sẽ return true. Còn ngược lại cô sẽ return false. Có nghĩa là nếu như có cái check rồi thì cô trả về đúng. Còn mà toàn bộ chưa check thì cô trả về false. Đồng ý không? Nghĩa là chưa check. Rồi bây giờ cô kiểm tra nha. Rồi tôi viết cái hàm valid nào. Function fvalid form. Đấy. Function fvalid form. Cô gọi if cái is a check giới tính này mà bằng false thì thông báo lỗi. Thông báo lỗi thì cô cũng thông báo giống như bên này. Cô để một cái span cô báo lỗi ha. Phía bên radio. Radio cô báo lỗi ở đây. Sau cái thẻ P này. Đấy. Cũng là check error nhưng mà cái này là error giới tính ha. Giới tính.
Okay. RGT đi ha. Viết ngắn ngắn thôi. Đó, thì cô sẽ check ở đây. Document.QuerySelector. Cái dấu thăng giới tính .InnerText bằng yêu cầu bạn phải chọn giới tính. Ok. Chưa? Và đương nhiên là cô return lại, return luôn. Còn trường hợp mà các người ta chọn rồi thì các bạn bỏ lại. Tức là bỏ đưa cho rỗng đi ha. Chọn rồi thì phải set về rỗng cho người ta. Rồi. Và cái hàm mà valid form này tôi bỏ ở đâu ạ? Tôi muốn khi tôi bấm vào đây thì nó check. Thì tôi bỏ vào. Bỏ vào đâu ạ? Bỏ vào đăng ký và sự kiện gì ạ? À, on click. Vậy là cô sẽ bỏ hàm này vào cái nút đăng ký và gắn vào sự kiện on click. Và cái này đăng ký. Ok. Được chưa? Chạy thử nhá. Cái hàm này nó chỉ check radio thôi, không check mấy cái trên nhá. Cái anh này không liên quan. Đúng không ạ? Đó, bây giờ cô bấm là đăng ký cái. Nó không check. Không check mình phải coi F12 nó lỗi ở đâu. Ai không lỗi. Vậy là chưa lưu. Mình rút kinh nghiệm đi. Ô lưu hết rồi mà. Lưu hết rồi mà. Khoan. Ê nó không có gì cả. Vậy là nó đúng hả? Nó luôn bằng phone à? À. Ố. Ê cô sai. Cô đang sai chỗ cái hàm check này nè. Cái logic đang bị hơi bị sai. Nghĩa là, à đúng rồi, tức là nếu như mà chạy từ 0 tới len, vậy là cái checkered này là cái gì ạ? Checkered. Rồi, bấm cái nhà, alert cái nhà, alert anh này. Đấy, vậy thôi, mình alert xem nó là cái gì. Đúng không? Đăng ký cái. Không alert luôn. Khoan, alert anh này cái cài. Ctrl Z đi. Không sao nha. Alert ABC. Ồ, không có luôn. Vậy là chưa gọi hàm, xin lỗi cả nhà. Đúng không? Chưa gọi hàm. Cô gọi sai. Đúng không? Đó, rồi bạn phải chọn giới tính ra mới chuẩn nè. Vậy là lúc khi nãy cô gọi mà cô chưa để dấu mốc tròn nè. Thấy không? Ok. Hiểu không? Hiểu không? Đấy, cô vui quá à. Đó. Thế thôi. Đúng không? Bây giờ chọn lại nè. Đăng ký cái. Ồ, vẫn bị lỗi à? Vậy thì nó rơi vào check it. Check it này chưa đúng. Check it này chưa đúng. Vậy thì cô khi nãy để cái này nó không chạy. Vậy là nó sao ạ? Nó không rơi vào đây. Nó không rơi vào đây. Rồi. Cô search cái array cái này trả về len bao nhiêu? Alert. Cái array giới tính chấm len nó trả về bao nhiêu? Undefined. Chết rồi. Cái anh này trả về undefined mấy bạn ạ. Vậy là cái len này hình như cô dùng sai. Rồi lỗi ạ. Lỗi ạ, lỗi ạ. Đấy không? Thấy lỗi chưa? Cái len, hàm len này không đúng. Is not a function. Tại sao undefined nhỉ? Rõ ràng là input name này trả về mà sao lại undefined? Đây, xóa cái này đi. Để nhảy đơn. Đây nhảy đơn, đây nhảy kép. Cô hơi phức tạp đúng không? Cô làm hơi phức tạp. À quên. Len bình thường.
Đây. Vẫn trả về undefined. Ồ. Không chịu à? Tại sao không chịu nhỉ? À, nó không chịu thì mình làm cái khác. Không chịu thì tôi làm cái khác mới được. Vậy là cô sẽ không selector mà cô sẽ làm get by name. Cô đổi nha. Không dùng query selector nữa mà cô sẽ dùng cái document get element by name. Name của tôi sẽ là giận nha, giận rồi, nó không chạy selector radio giới tính. Ok. Rồi, chấm cái. Trả về 3 đúng chưa? Ok, chuẩn chưa? Rồi, fail, fail, fail. Rồi trả về true cái coi. 3 true. Thấy chưa? Mất chưa? Chuẩn chưa? Nhá, vậy mình xóa cái này đi. Đấy, đó là cách debug lỗi à. Các bạn đấy, các bạn thấy là khi nãy giờ cô đang debug lỗi, các bạn coi là cách cô debug lỗi là tôi alert ra xem nó là cái gì. Hiểu không ạ? Tôi dùng đúng chưa? Nếu mà các bạn không có debug như vậy là không biết lỗi của mình đang nằm ở đâu. À, các bạn thường đi loay hoay. Thì đó là cách cô debug xem à. Thằng này nó trả về cái gì? Thằng này trả về len đúng chưa? Thấy không ạ? Nó không rơi vào đó, có nghĩa là nó không rơi vào vòng lặp for. Không rơi vào vòng lặp for thì mình kiểm tra array.len đúng chưa? Nó trả về undefined biết liền đúng không ạ? Rồi, đăng ký nè. Lỗi, bấm cái nè, hết lỗi. Đúng chưa? Thông báo lỗi. Ok. Đấy. Thì các bạn nên tách các cái hàm xử lý ra để cho dễ. Các bạn viết đây vào trong cái này cũng được, nhưng mà nó sẽ rất là dài. Keo. Ok. Được chưa? Đó. Thì cái sở thích cũng như vậy. Nó cũng trả về mảng và cách lấy cũng lấy by name giống như thế này, nó trả về mảng và nếu như tất cả chưa check thì các bạn sẽ báo lỗi. Còn mà một cái check thôi là hết báo lỗi, tôi check một cái là đủ rồi. Đúng không ạ? Thầy viết một cái hàm check cái sở thích nữa là xong. Nhá. Vậy là cô vừa hướng dẫn các bạn là check cái empty nè. Check rỗng nè. Check cái radio nè. Check cái for check cái radio, check cái checkbox cũng tương tự như là cái radio. Ok. Đấy. Và lưu ý cho cô một vài cái sự kiện rất là quan trọng. Ha, sự kiện on click các bạn thường làm. Đúng không ạ? On click, sự kiện on focus, sự kiện on key up, sự kiện on blur. Đấy. Các bạn muốn sự kiện nào thì các bạn áp dụng cái sự kiện đó. Và cái bài trước thì các bạn đã áp dụng sự kiện mouse, đúng không? Mouse over, mouse out. Thì nó loanh quanh một số sự kiện các bạn hay dùng thôi, không quá nhiều nhé. Đó, hôm nay mình dừng ở đây nhá.